Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, đại diện vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2021, các nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng được triển khai tích cực, hiệu quả, bám sát tinh thần các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của chính phủ của Bộ Công Thương năm 2022, vụ sẽ tập trung vào công tác tổ chức bộ máy trong đó hoàn thiện và trình chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thay thế nghị định số 98/2017 NĐCP và kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của Bộ Công Thương sau khi nghị định mới được ban hành, tiếp tục phát huy công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, lao động tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, vân vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên ghi nhận những kết quả của vụ tổ chức cán bộ năm vừa qua trong việc tham mưu triển khai thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ sửa đổi bổ sung một số quy chế quy định thông tư về công tác tổ chức cán bộ của bộ, phù hợp với các quy định hiện hành, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ tham mưu xây dựng đề xuất đề án vị trí việc làm và định mức biên chế của bộ, sửa đổi bổ sung nghị định 98 về tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của bộ công thương trong nhiệm kỳ chính phủ mới, đồng thời tham mưu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, nhất là khối trường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. <laughs>